anh á. Cơm ơi, trời, con hổ cà rốt không? Bố Cường ấy cầm hộ em cái này mới. Con hổ củ cà rốt đi, ấy, con lôi cây lên. Con cầm cái lá con lôi lên. Nhổ cơ mà, nhổ nhổ cầm cả cái túm lá lôi nó lên. Đây này. Chắc phải trả tiền mua cà rốt thôi. Lấy con một củ. Nó chưa nhìn thấy. Dạ. Đây, ra đây quay chi nhổ cà rốt. Hai tay, tôi dùng hai tay lôi lên. Mẹ lôi ra đi. Lôi lên. Ôi. Rồi, quê mẹ này. Quê mẹ nào. À, củ cà rốt rồi con, xinh quá. Tu nhổ nữa không? Tu có nhổ nữa không? Đấy, con đi sâu vào trong. Đấy, ok, ok. Stop, stop. Rồi, dừng lại nào. Đấy, con nhổ đi. Con chọn một cây con nhổ đi. Bướm, bướm, bướm. Đúng rồi, bướm. Bướm. Đấy, con chọn một cây con nhổ đi. Ê, con chọn một cây cà rốt con nhổ tiếp đi. Tiếp, nhổ tiếp, nhổ tiếp. Đấy. Hai tay, nhổ hai tay. Nhổ hai tay đi. Đây, đây, đây. Đấy, đúng rồi. Cứ giữ mày quay đi. Ba, đó. Đấy, con cầm cái cành này con nhổ lên. Hai tay nhá. Cố lên, là chị nhổ cố lên nào. Con cầm cả vào cái cành ấy. Thì mẹ mới giúp con nhá. Đây, bố dì nhá. Đây. Ui, củ này to lắm con ạ. Mẹ giúp à. Đây. Củ này to lắm con không nhổ được đâu. Đấy, con phải cầm vào cái này. Đây, cuống này. Đây con cầm ở đây. Rồi. Dùng hai này, đây tay này rồi. Nhổ. Nhổ đi, mạnh lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Củ to lắm.